Dạ Nam mô Bụt Thà Dạ Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Sang Khà Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 43. Ná Tăng Ma Ta Pí Ta Cá Dí Ra Anh Nhê Qua Pí Chá Nhà Tá Ca Sâm Ma Pá Ní Hí Tăng Chít Tăng Xây Giá Sô Năng Tá Tô Cá Rê Ná Tăng Ma Ta Pí Ta Cá Dí Ra Anh Nhê Qua Pí Chá Nhà Tá Ca Sâm Ma Pá Ní Hí Tăng Chít Tăng Xây Giá Sô Năng Tá Tô Cá Rê Ná Tăng Ma Ta Pí Ta Cá Nhí Ra Anh Nhê Qua Pí Chá Nhà Tá Ca Sâm Ma Pá Ní Hí Tăng Chít Tăng Xây Giá Sô Năng Tá Tô Cá Rê Điều mẹ cha bà con không có thể làm được Tâm hướng chánh làm được Làm được tốt đẹp hơn Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Điều mà quyến thuộc mẹ cha Chẳng thể làm được cho ta cho người Nhưng tâm chân chánh hướng rồi Thành tựu tốt đẹp Vẹn mười vẹn trăm Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và cấm dân đã ôn bài xong Mến mời bằng tay với xích nguyên tịnh Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 43. Pháp cú kinh số 43. Na tăng ma ta pi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma pa ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tu ca re điều mẹ cha bà con không có thể làm được tâm hướng chánh làm được Làm được tốt đẹp hơn của Hòa Thượng Thích Minh Châu
Na tang ma ta bi ta ka di ra anh nhé qua bi cha nhà ta ca sam ma pani hi tang chi tang say ya so nang ta to ka re. Điều mà thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chánh, chân chánh hướng rồi, thành tựu tốt đẹp, vẹn mười, vẹn trăm của Hạ Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân vào tràng. Dạ con kính mời cô Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Cảm ơn cô Nguyên Tịnh. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ cô Tự Duyên Nhật Huỳnh đã biết âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Con xin đọc và kệ gói số cú số 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhẹ qua bi cha na ca sam ma bát thi tăng chích tăng say giá sô năng ta tô ca rê đi ma bà con không có thể làm được. Tâm hướng chánh làm được, tâm được tốt đẹp hơn. Dạ, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Điều mà chuyển thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chân chính hướng rồi, thành tựu tốt đẹp vạn mười, vạn trăm. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya an ye wa bi cha nya ta ca sam ma pa ni tăng xin tăng say ya su nang ta to ca re. Na tăng ma ta bi ta ca ri ya anh nhé qua bi cha na tang ca sam ma pa ni tang xin tang say ya so na ta to ca re. Dạ con đã đọc và kệ xong câu phúc cú số 43. Dạ mến mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sích Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Sích Trần Đông, cô Tu Nữ Tự Duyên, Nguyên Tịnh, Sích Tâm Phương, ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bữa nay ai lên cũng kể nhanh quá, Nguyên Tịnh thì không kể. Nguyên Tịnh ơi, coi lại cái máy mình nha, Nhật Quỳnh nghe. Nguyên Tịnh hơi nhỏ nhỏ một tí á. Không biết Trần Đông có nghe như Nhật Quỳnh không nha quý vị. Dạ, mến chào Sích Văn Việt về vào đạo tràng. Dạ, mời bàn tay của Hạnh Kiểm, mời bàn tay của cô Ái Minh. Dạ, mời bàn tay quý vị ạ. Dạ. Dạ, trải mái hả? Dạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bây giờ Nguyên Tịnh có muốn lên cậy không? À, tôi muốn lên kệ không? Nhật Quỳnh nhường mic cho Nguyên Tịnh lên kệ nè, lâu quá không có nghe được giọng kệ của Nguyên Tịnh. Dạ, bây giờ trong khi chờ đợi bàn tay của Sích Thành Kiểm, cô Ai Minh, dạ, Nhật Quỳnh xin được con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ma ni hi tăng chit tăng say gia sợ năng tát tô cà rê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ma ni hi tăng chit tăng say gia sợ năng tát tô cà rê. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhà ta ca sam ma ba ni hi tăng chit tăng say và sơ năng tát tơ ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được,
làm được tốt đẹp hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, xà thú văn tài hạnh kiếm. Na tăng ma ta bì ta ca di ra anh nhê qua bi cha nhã ta ca sam ma ba ni hi tăng chi tăng say ya so năng ta tổ ca rê. Điều mà quyến thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chân chánh hướng rồi thành tựu tốt đẹp vẹn mười, vẹn năm, vẹn trăm. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và mời bàn tay hạnh kiểm nha. Nam mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính lễ quý sư, con đánh kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 43. Na tăng ma ta bi ta ca di đà anh nhẹ hòa bi cha nhà tất cả samma ba ni hi tăng chít tăng say Ya so nang ta to ka de. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Na tang ma ta bi ta ca di đà an ye wa bi cha nhà ta ca. Samma ba ni hi tăng chít tăng say ya su năng ta tu ca đề. Điều mà quyến thuộc mẹ cha chẳng thể làm được cho ta, cho người, nhưng tâm chân chánh hướng rồi thành tựu tốt đẹp vẹn mười, vẹn trăm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con giả bài xong. Dạ, con xin trao mít lệ cho đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sức hạnh kiểm. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Và bây giờ thì không có bàn tay nào nữa, mà Nhục Quỳnh cũng chưa thấy Thượng Tọa Tị Quyền online. Rạng Đông có thấy không? Rạng Đông ơi, có thấy Thượng Tọa Tị Quyền online không? Trong khi chờ đợi sư vào. Ồ, sư online rồi hả? Ồ, tốt quá. Chưa online rồi. Vậy là bây giờ sao? Nếu không còn bàn tay của quý vị nào thì Nhật Quỳnh xin phép được thỉnh Pháp Sư được không, Rạng Đông? Dạ, thỉnh Pháp Sư, trong khi chờ đợi hãy sư vào cái là Nhật Quỳnh thỉnh sư lên liền ha. Dạ. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Trời Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài Pháp Cú Kinh số 43. Nhục Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, xích Rạng Đông, xích Trần Đạo, Cẩm Vân, xích Nguyên Tịnh, xích Tâm Phương và xích Hạnh Kiểm đã hoan hỷ nên ông bài Pháp Cú Kinh số 43. Thấy Rạng Đông đưa bài lên quên mất tiêu. Dạ. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tị Quyền vào đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arato Sam Ma Sam Bo Da Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arato Sam Ma Sam Bo Da Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arato
Samma sambuddha sa Brahma chaloka thi ba ti sa hâm ba ti ka tan cha li an thi wa răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap ka cha ti ka đề xê tụ thâm măng a nu căm bi măng ba chăng sa thâm ma phê rìm vi na dánh cha ca dân sua tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng a cô ta danh tơ ta tu sinh cha đằng đăng ba bố thà nay dê và đi xa dạ mạch chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như được đếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không hòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam trời thừa ăn phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, chúng con cũng vừa thỉnh pháp sư xong. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 44. Dạ, Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? À? Thưa quý vị được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. À, chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tổng Thành để Đức Tuệ Đức Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung đông thánh cha đến với chúng con cùng chư Phật tử giải sinh và cùng thời gian. A Ra Hằng Samma Sambuddho Phakkhava Bụt Tăng Phakkhavan Tăng A Phi Wa Đề Mi So Ca To Phakkhavata Tham Mô Tham Nama Sa Mi Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhờ quy luật Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, chúng được cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, thưa quý vị, ngày kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp số 44. Đây là câu pháp cú thuộc về cái phẩm hoa. Chúng ta đã bước qua cái phẩm hoa bất phô bất giác. Cái phẩm hoa thì nói liên hệ đến những cái gì mà thuộc về lấy cái bông hoa ra, hay lấy những cái gì mà nó tương tự, để nói chung là lấy một cái hình ảnh
mà nó hoa sớm nở thì nó tàn, thì cũng về cái hình ảnh gì đó mà nó mau tan, nó mau biến, thì nó sẽ thể hiện trong cái cẩm phẩm hoa này. Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ thích nghĩa luôn cái câu đầu tiên. Hôm nay chúng ta đọc cái câu là cô ỉ măng bắt đầu huynh quýt chết sẽ tí giấm mắt lô ca canh chá ỉ măng sát đê hoặc căng cô má má bắt đăng su đê sẽ tăng cú sợ lô bắt thấu quý mắt tí bắt chê sợ tí bắt chê sợ tí. À, đây tức là cái chúng ta có cái bốn hàng, cái hợp âm thứ nhất đó chính là cô ỉ măng bắt thờ huynh quý chê sợ tí. Cái chữ cô đây tức là một đại từ mà nó nghi vấn, tức là người nào hay là ai. Chắc chắn rằng đây là một cái, khi chúng ta gặp chữ cô thì chúng ta biết đó chính là một cái đại từ mà nó nghi vấn, để nó mượn một cái, nói đến một cái vấn đề gì đó. Cái chữ ý măng cũng là một từ mà đại từ này chỉ thị, tức là chỉ thị nơi chốn hay hoặc chỉ niệm thị một cá thể hay là một cái nơi chốn nơi gì đó. Ý đăng hoặc là ý măng cũng vậy. Và cái ý nghĩa tiếp tục chữ nó bất thấu ý, bất thấu huynh, tức là từ chữ bất thấu y, tức là danh từ nữ tính vị nữ y, tức nó đến cái quả đất này, cái địa cầu này. Mà chúng ta biết bất thấu y tha tú a bô tha tú tê chô tha tú qua vô tha tú, tức là đất nước lửa gió, đó là gì đó, cũng là giới cái chữ bất thấu y này. Còn cái chữ quý chết sa tí đây là chia theo động từ thì bị lai, từ cái căn, từ cái chữ ví cộng với căn chí. Và cái chữ s tí, s san tí, đó tức là nói đến cái gì, nói đến cái bị lai cách. Đây chính là nó cũng là một tha động từ, nói đến tức là sự thấu triệt, hay là sẽ thấu triệt, hay là sẽ thẩm sát, hay cái trách nhiệm, từ cái chữ quý chí na tí. Tiếp đầu ngữ nó cộng thêm tiếp đầu ngữ ví, chỉ cho cái sự nhấn mạnh thôi. Yeah. Và cộng thêm cái chữ cái căn chí. Căn chí đây có nghĩa là một cái sự tập hợp, một cái sự gom lại. Chúng ta được một cái hàng thứ hai, giám lô căng, giám lô canh chạy măng sẽ đê hoặc căng, giám cá hay là giám á, từ cái chữ giám á, giám á có nghĩa chúng ta biết là nói đến cái gì. Đây là một tạo âm kêu là giả ma đó, cõi dạ ma, nó cũng là nói đến cái chữ này, hay là cái thần chết, chúng ta nói đến cái thần chết. Cái chữ dạ ma nó dẫn từ năm tánh. Cũng vậy cái chữ lô cá cũng là thế giới, là cảnh giới. Sa đê và căng, từ cái chữ xá cộng với đê quá cá, đây là một cái danh tỉnh từ thế giới của chư thiên. Và chúng ta cộng với chữ đê quá, và cộng với tiếp đầu ngữ là xá, là cùng với xá sinh đó,
sa hạ sát thân. Và tiếp theo nữa là cũng chúng ta cũng tập cộng thêm một tiếp đầu ngữ nữa, các. Có nghĩa là chỉ cái sở hữu. Cho nên ở đây được dịch là thế giới của chư thiên, luôn cả thế giới của chư thiên, cùng với cái thế giới của chư thiên dạ ma hay các cõi chư thiên. Đúng vậy, cũng được, cộng với cá, đê quá cộng với cá, đúng như vậy. Rồi cái câu thứ tư là vô tham mắt bà tăng sù đê sì tăng cú sơ lô sù đê sì tăng, tới đó thôi. Cô ị măng cô tham mắt bà tăng đê đê sù đê sì tăng tham mắt bà đá. Đây cái chữ tham mắt bà tăng, đây có nghĩa là cái chữ từ cái chữ mà tham má cộng với chữ ba đá mà chúng ta học á, có nghĩa là cái gì pháp. Đây là danh từ năm tính, chữ tham từ cái căn tha đó. Dạ, mà nó nghĩa là pháp hay là chân lý hay là dạ, lời dạy của Phật. Cái chữ ba đá là cú hay là phần hay là câu, cho nên chúng ta nhớ cái chữ tham má ba đá. Hôm nay chúng ta gặp chữ tham má ba đăng là chia theo đối cách thôi, tức là cái pháp cú. Thứ hai là học về cái lời dạy của Đức Phật, học về các câu các cú, hay là học về lời dạy của Phật là đủ rồi. Sú đê sĩ tăng, đây là một quá khứ phân từ, từ cái chữ sú, từ cái chữ sú cộng với đê sĩ tá, đã được khéo thuyết giảng, hay là đã được khéo giảng. Thì chúng ta thấy cái chữ xú, xú là chúng ta biết tốt, xú là chúng ta biết tốt. Đề sĩ tá tức là khéo thuyết, khéo giảng đó. Người đề sĩ tá, từ cái căn đít nó cộng với y tá, mà cộng bằng cái chữ đã được thuyết giảng. Còn cái chữ cú sơ lô, đây là danh từ nam tính, nói đến cái gì, người thiện xảo hay là người khéo léo. Đây là một danh từ nam tính vị ngữ. Vị ngữ Á mà chia theo chủ cách số ít. Tiếp theo, búp phá. Búp phăng, từ cái chữ búp phá là một danh từ tính, đến nghĩa là bông hoa. Và cái chữ ý vá hay cái chữ vá là một bất biến từ, chúng ta không có chia. Đó là như. Và bất Chết sát tí là bá cộng với căn trí. Và đây chính là một tha động từ, tức là từ cái căn bá này chỉ cái sự nhấn mạnh, và trí là một tập hợp hay một cái sự gom thâu. Có nghĩa ở đó nói là sẽ thu thập hay là sẽ gặt hái, sẽ gom lại đó. Đó chính là như thế. Thì được dịch có nghĩa là ai thấu triệt đất này và thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới chư thiên, ai sẽ thu thập lời dạy của giáo về giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, như là người thiện xảo thu thập bông hoa. Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng: ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa, hay là người thợ làm hoa đó. Và Thượng Tọa Giới Đức phổ thơ rằng: ai người thấu triệt cái ta, thấu triệt thiên giới dạ ma các hàng, ai người khéo giảng con đàn, như tay thiện xảo kết tràng hoa thơm. Thì đây chính là cái câu pháp cú. Kính thưa quý vị, số 44 ở trong Phẩm Hoa đã được giảng dạy. Thì cái duyên sự cái câu này, khi Đức Phật này ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, tức là khi Ngài
an ngự ở gần thành Sáu Thi Xá Vệ, nói đến một vị tỳ kheo quán về cái bào ảnh. Cái bào ảnh tương truyền rằng một vị tỳ kheo sau khi thụ huấn đề dạy về đề mục thiền quán của Đức Phật, thì vị ấy bèn đi đến một cái khu rừng nọ, cái lập tâm ta sẽ hành pháp sa môn. Sau một thời gian tinh tấn công phu, vị ấy chứng đắc A-la-hán. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì cái câu kệ này nó thuộc về có hai cái câu pháp cú, số 45 và số 44 và số 40-45 trong một cái câu pháp cú. Thì khi ngài ở tại gần thành Savatthi, đề cập đến 500 vị tỳ kheo đang đàm luận về cái địa đại. Thì đề cập đến 500 vị tỳ kheo này, vào một buổi chiều khi Đức Phật ngài phân du nhiều quốc độ trở về Chetavana, thì chư tăng cùng ngồi trong cái giảng đường đàm luận về cái địa hình địa chất, nhắc lại cái địa phương mình đã đi qua lần lượt trải qua từ làng này đến làng kia, đường xa nó bằng phẳng hay gập ghềnh, lầy lội hay có nhiều sỏi đá vân vân, đất màu đen hay đất màu nâu. Thì cái đó Đức Phật hàng mấy người đến, ngài mới phán hỏi này các tỳ kheo, các ông đang ngồi đây thảo luận về cái việc chi? Bạch Thế Tôn, chúng con đang đàm luận về cái địa đại. Nhắc lại những cái địa phương mà chúng con đã trải qua, và Đức Phật hàng mới phán này các tỳ kheo, các nơi ấy thuộc về cảnh địa đại, mà nó ngoại cảnh mà các ông không biết, nên chỉnh trang để hoàn bị trong cái nội cảnh của mình. Và Đức Phật ngài nói luôn, ai người thuộc địa hình dạ ma, nhân giới thiên đình cũng thông, ai như thợ khéo tuyển bông, pháp cú khéo giảng, hiểu thông thực hành. Và ngài thuyết luôn cái câu hữu học, thông suốt địa hình diêm ma, nhân giới thiên đình cũng thông, vô học như thợ tuyển bông, pháp cú khéo giảng, hiểu thông thực hành. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái duyên sự của pháp cú số 44, nói đến cái địa giới. Cái chữ Iman Bathawin có nghĩa là, mà chúng ta biết hồi nãy phân tích đó, cái chữ Iman Bathawin có nghĩa nói đến cái ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho cái một cái địa đại, mà địa đại này nói đến cái thân tứ đại của con người, hay nói đến cái danh sắc của con người. Cô Iman Bathawin là như thế. Và tại sao mà Đức Phật ngày nhắc các thầy tỳ kheo, cái địa đại nó chỉ là cái địa đại như thế, các ngươi phải chinh phục nó. Phải chinh phục nó là chinh phục cái gì? Chinh phục cái, mà nói đến cái danh. Cái danh ở đây chính là danh và sắc, để chúng ta không có bị ái luyến về cái sắc thân này, chúng ta không có bị ái chấp về cái tôi, cái ta, cái được, cái mất, cái đúng, cái sai của cái chấp thủ, chấp ngã này. Mà chúng sinh thường chấp thủ chấp ngã trên chúng sinh mới đau khổ. Chúng ta biết là do chúng ta chấp thủ chấp ngã nhiều. Cho nên cái chữ cô quý chết sạch tí, hồi nãy cái câu kinh đó, Bách Thu Quynh mà
cô ấy mang bát thư huynh Vichesati, hay là cô Vichesati, nói như vậy là đủ hiểu rồi. Có nghĩa là cái người nào mà ai ai mà làm cái gì, ai thấu triệt hay ai hiểu rằng, hiểu rằng cái gì, cái im ăn bất thu huynh này, thì người ấy sẽ thấu triệt giáo lý ngay vậy đó. Thế nào là một sự thấu triệt? Đây mới là một vấn đề. Cái sự xả chấp, cái sự xả ngã, cái sự không có buồn giận, không có bực bội, không có khó chịu gì. Quả thật trong cuộc đời, trong cuộc sống hiện tại đó quý vị, chúng ta phải đối diện với rất là nhiều cái, những cái niềm đau, nỗi khổ, những cái vui, cái buồn, cái niềm thật vậy đó. Mà chúng ta không thể nào mà chúng ta phân kỳ, phân ly được. Chúng ta ước, chúng ta mong cầu, nhưng cái sự ước muốn, cái sự mong cầu đó, nó không có như ý của mình đâu. Và cái sự suy nghĩ đó nó cũng như không có phải là chính là cái việc của mình. Cái thế giới này, cái cuộc đời này, nó đi qua, nó di chuyển như là một cái ngày đêm, nó đi qua hàng ngày như vậy. Nhưng con người không biết rằng từng ngày, từng đêm, từng giờ phút, có nghĩa rằng chúng ta đã chuẩn bị đến cái tuổi già, chuẩn bị đến cái tuổi chết và đang bị bệnh. Chúng không giật nghĩ như thế, mà chúng đang cầu mong một phương hướng dễ vời, một phương hướng xa xôi và dịu vợi. Chúng ta sẽ làm gì cho ngày mai, chúng ta sẽ làm gì cho tương lai, và chúng ta sẽ được cái gì và sẽ không được cái gì, và chúng ta sẽ ra sao. Nhưng có chính ai mà thông suốt, mà hiểu thấu về cái nguồn cơn, những niềm đau, nỗi khổ, những cái chuyện mà tương lai là một điều mà chúng ta chưa thấy, chưa hiểu, chưa biết nó sẽ ra như xưa như thế nào. Nhưng ước mong, cầu muốn, diễn tưởng cho một tương lai thân thương, triều mến, đẹp như mơ, thì vẫn là ước mơ. Nhưng trong cái gì? Trong cái mà quý chết sẽ tí, ai sẽ hiểu được, ai sẽ biết được? Cái câu người ta thường nói rất là hay: không biết ngày sau sẽ ra sao, ai biết ngày sau sẽ ra sao? Ngày sau có ra sao, đừng hỏi tại sao, mà chúng ta biết chúng ta đang có những gì, đang được những gì, và đang thiếu những gì ngay trong lúc này là tốt rồi. Hay chúng ta đang được sống ngay lúc này, sống vào cái thời đại của chúng ta gọi là đại, mà chúng ta sống coi như là bị cái COVID này. Thì kính thưa quý vị, hồi sống sao cho nó ổn đây, sống sao cho nó yên đây, ai sẽ nói được người ấy sống yên hay là không yên? Chúng ta cố gắng, chúng ta tránh né, chúng ta điều phục, chúng ta kham nhẫn và chúng ta tu tập, chúng ta phòng hộ, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn tất cả là tùy cái duyên đó. Cái duyên nghiệp của mình bị cộng chung, hay cái duyên của mình bị nghiệp bệnh, thì dù cho bay vút lên trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm ăn sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Biết là nghiệp, biết là quả, nhưng tất cả chúng ta cũng hãy nhớ một điều là chúng ta không có ỷ lại vào cái gì quý vị, vào cái nghiệp đó, là chúng ta làm, muốn làm cái gì thì làm như vậy. Mà chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải biết phòng hộ, chúng ta phải biết tránh né để chúng ta không bị bệnh, chứ không phải đổ thừa cái nghiệp. Đó chính là một sự tu tập. Và rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị bệnh, chúng ta chưa bị bệnh COVID, chúng ta đã chết rồi. Bệnh COVID nó còn kéo dài được chừng một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi nó điều trị không được, rốt cuộc bó tay mới chết. Liệu chúng ta phải chết vì cái COVID, mà chúng ta chết vì cái bệnh, hay là chúng ta chết vì những cái bệnh khác, hay vì những cái tình huống xảy ra khác? Thì trong cuộc đời
con người luôn luôn phải có một cái sự hiểu thấu, hiểu thấu, hiểu suốt như vậy. Mà chúng ta phải có cái sự gìn giữ, phải có một cái sự tránh né, bảo hộ mình, phòng hộ mình. Chứ không phải là nói tôi, cái nghiệp của tôi bệnh là tôi bệnh, cái nghiệp của tôi không bệnh là không bệnh. Nói như vậy người ta cười, và nói như vậy không đúng với tinh thần của Phật, cái sự tu tập đối với Phật. À, tôi có cái nghiệp mà, cái nghiệp tôi khỏe là không cách nào khỏe hết. Cũng như bây giờ nghiệp tôi chưa chết thì tôi có lao ra ngay xe đang chạy, xe nó cũng đứng lại. Nói như vậy không được. Ai mà thử coi như cái nghiệp mình chết hay không, cái tự nhiên mà giơ súng lên đầu mình rồi nhảy ra xe để bắn, hay hoặc là để bắn mình, hay hoặc là để con xe nó dừng lại hay không, hay là những cái sự mạo hiểm để đánh đổi, thì cái điều đó không phải là nó cái nghiệp trên cái tinh thần như thế, thì hết sức là thiển cảnh. Mà chúng ta phải có một cái sự tư duy, phải có một sự suy nghĩ. Mình đã tránh rồi, mình đã né rồi, nhưng điều cuối cùng là bệnh. Cũng như một số người và những cái căn bệnh ung thư, người ta đâu có muốn, đâu có ngờ, rốt cuộc đi khám nghiệm ra, à biết mình đã bị ung thư điều này, ung thư cái nọ, căn xe cái này, căn xe cái kia. Thì ở đó chúng ta đừng có, khi mà chúng ta gặp những tình huống như vậy thì chúng ta không có phải sợ hãi. Thì chúng ta biết rồi, nghiệp nó tới rồi, quả nó tới rồi, nghiệp nó phải trả nghiệp, trả cái nghiệp duyên nó tới rồi. Thì như thế, thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ được yên vui, sẽ được tốt đẹp. Thì dầu cho là nhân giới, thiên giới, chư thiên các cõi trời, từ tứ đại thiên vương dạ ma đấu xuất dạ ma đau lợi đấu xuất dạ ma hay tha quá tự tại, quá lạc thiên, cõi giới nào đó ở trong dục giới này. Mà nếu như chúng ta không có tường tận, không có thông suốt, thì khổ đau nó cũng sẽ tới thôi. Hiểu được cái tinh thần của lời dạy của Đức Phật là hiểu được cái con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, cái đau khổ. Chúng ta phải nhớ như vậy, thấu triệt hiểu được, rốt ráo được, thấu triệt được cái chân lý, hiểu được cái chân lý, tức là cái con đường mà Đức Phật Ngài đã dẫn dắt chúng ta đi tới. Bởi vì tham đê sở năng hay gọi là tham mà đăng su đê sĩ tăng, tức là tham đê sở năng su đê sĩ tăng cô tham cô tham bà đăng su đê sĩ tăng. Hay lắm. Nếu như người nào mà thông suốt thông rành được lời dạy của Phật, hay là người nào đã thực nghiệm, người nào đã tiêu hóa, người nào đã hiểu rốt ráo về cái lời dạy của Đức Phật, thì người ấy giống như thợ, cái thợ làm cành bông, khở théo tuyển những cái bông hoa để kết lên một đài hoa tốt, thì cũng vậy nữa. Pháp cú được khéo giảng, hiểu thông mà thực hành là như thế. Ở đây những gì mà Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết, những gì Ngài đã dạy về cái tấm thân ngũ uẩn của chúng sinh này, rồi những cái bài sau chúng ta mới thấy được Đức Phật Ngài này phê nó binh đu bằng ru băng quê đà nam phúc của lu bằng ma mà đấy chỉ cu bằng ma xây nhà sanh kha đã lu bằng ma mai du bằng mai du nhà nằm đây sita đây chỉ bằng chúng ta. Tức là cái thân xác này hay là cái ngũ uẩn này, nó như là một bước, nó như là ảo ảnh, nó như là đỏ túi vân vân, như là một nước mưa vậy đó, nó tan rã nó một cách nhanh chóng như vậy. Và cuộc sống này rồi nó cũng sẽ như thế đó, chứ không có cái gì hết. Tất cả chúng ta đến đi ở trong cuộc đời này, dầu cho chúng ta làm hình thái nào không biết, rồi chúng ta sanh đến ở trong cõi giới này, chúng ta phải bị cái sự tàn lùi, cái sự chấm dứt của tứ đại. Chấm dứt của cái gì? Của sắc quấn, của thọ quấn, của tưởng quấn, của hành quấn. Bởi vì đó chính là
cái sự hiện hiện hữu đau khổ đã xuất hiện. Vậy làm sao chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật? Mà hiểu được lời dạy của Đức Phật, tham ma bạch đăng su đê si tăng, có nghĩa là hiểu được cái gì? Cái lời dạy của chính Ngài là những con đường đoạn khổ diệt khổ. Mà con đường đoạn khổ diệt khổ đó chính là vô thi bắc thi giá, tức là những con đường trợ đạo bồ đề. Chúng ta phải nhớ như vậy. Mà nếu như con đường trợ đạo bồ đề mà như chúng ta hiểu biết để chúng ta thực hành 137 con đường đó, thì chính chúng ta là một người thợ làm hoa, tiễn hoa, chọn lựa hoa để chúng ta kết tụ đầu tràng, để chúng ta thành tựu được cái giá trị an lạc, cái giá trị tốt đẹp, cái trị giải ở trong tương lai, ở trong hiện tại này cũng như ở trong tương lai. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể sống trong một tinh thần tốt đẹp, trong một tinh thần ổn định hay là rõ ràng, được tốt, được đẹp hay không? Quý vị tu tập đó, chúng ta phải vượt qua cái gì? Đây chính là nếu chúng ta thấu triệt được cái chân lý thì chúng ta không có bị ái chấp, chúng ta không có bị kiến chấp, chúng ta không có bị chấp về thân hay về danh và về sắc đây. Tức là chúng ta nâng niu cái kiếp sống, nâng niu về cái tuổi thọ của mình, nâng niu về cái thân xác của mình. Bây giờ già thì mình sợ già, bệnh thì mình sợ bệnh, rồi cái già cái bệnh đó nó vẫn tới. Có một số người già người ta có thể sửa soạn lại một chút xíu cho nó trẻ bớt, rồi cái già như điều mình trẻ lại thôi, chứ có cho nó gọi là nhìn đỡ già, chứ không thể mà tránh được tuổi già. Và người ta né cái chết nhưng không thể tránh được cái chết, rồi tất cả chúng ta phải chết. Đây là sự thật. Mà nếu như không tránh được cái chết, không tránh được cái già, cái chết nó phải, cái già nó sẽ tới. Chính cái già, cái bệnh, cái chết nó tới làm cho chúng sinh đau khổ. Quý vị sợ chết không? Quý vị sợ già không? Nói già không sợ, sợ bệnh chứ. Chết không sợ mà cũng sợ bệnh. Kính thưa quý vị, già, bệnh, chết đều sợ hết. Chúng ta phải nói thật. Già lụm cụm mắt mờ, tai điếc, tay chân nó run rẩy, nó đau, nó nhức, lưng nó mỏi, gối nó trùng, tóc nó bạc. Ôi thôi, thời huấn liệt còn đâu. Thì chúng ta luôn luôn buồn và khổ cho cái tuổi thanh xuân nó đã đi qua. Và chúng ta nói rằng chúng ta chết thì thôi, cứ như hết thở. Đâu phải đơn giản hết thở thì chúng ta chết chắc rồi. Thì hơi thở, chúng ta ngừng thở trong một thời gian coi như là 10 phút, 15 phút gì, xem như chúng ta đã tắt thở rồi. Nhưng đâu phải là chuyện một cái đùng một cái chúng ta chết liền. Chúng ta nói là nói như vậy, nhưng khi cái sự chết nó tới, nó hãi hùng lắm. Tại sao nó hãi hùng? Bởi chúng ta sợ, không biết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết rồi mình sẽ như thế nào. Chính vì vậy cái sự chấp hữu, chấp hữu tức là chấp cái sự tồn tại của cái sắc quẩn này, và chấp cái gì, cái ái chấp của cái hữu, của cái sanh hữu, của cái nghiệp hữu. Đây chính là nghiệp hữu trước, rồi chúng ta ái chấp cái nghiệp hữu này không được nữa, rồi thì sanh hữu nó sẽ tiếp dẫn, tiếp tục đã tái sanh một kiếp sống mới khi chúng ta chết. Đó là chính chúng ta lo sợ. Sự thật là một người nếu như mà chúng ta bệnh hoạn quá đó, thì ta nghĩ thôi kệ, bệnh thì nó cũng sẽ hết bệnh. Nếu như mình đổi một cái sắc thân, mình đổi một cái sắc thân của mình, mình
nổi một cái sắc thân của mình. Thì chính là cái gì tất cả chúng ta không có hiểu được một cách tường tận chứ sự thật ra, dầu cho chúng sinh già trẻ bé lớn như thế nào, nhưng khi chúng sinh phải sinh ra trong cuộc đời là sợ chết, sinh ra trong cuộc đời là sợ cái bệnh, sợ cái già, sợ cái chết, nó mang tới với mình, nó mang tới với mình. Mà là nếu như là một người hiểu biết thì là một chuyện khác. Bởi chúng ta, nếu chúng ta biết rằng đó, nó chết như nãy chúng tôi nói đó, chết nó một cái tự nhiên mà chúng ta hít vô thở ra cái chết liền thì nó đơn giản quá. Mà một cái quá trình mà cận tử, cái quá trình cận tử của tất cả chúng sinh, nó là một cái trạng thái mà tâm tư của chính mình hết sức là mệt mỏi, hết sức là nguy hiểm, hết sức là đau khổ. Khi cái gì? Khi chúng ta phải có một cái sự đắn đo, một cái sự suy nghĩ, không biết mình chết rồi mình đi về đâu, mình chết mình sẽ như thế nào. Và nó cứ như thế, và nó dẫn dắt cho ta lo sợ, sợ hãi, rồi không biết nó sẽ ra sao đây. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta có sự tu tập á, thì nó là một chuyện khác. Bởi vì dầu cho cái mạng sống này nó chỉ là một sự thay đổi, như một cái áo nó thay đổi, cái áo cũ này chúng ta mặc cái áo cũ mới, nếu như nó như một sự tái sinh như đó, cái áo cũ đó mới, nó hay mới hay là nó tốt đẹp như thế nào thì do chính chúng ta chuẩn bị đang tạo tác cho cái hiện kiếp này, thì rất là đơn giản. Cho nên vì vậy, sự tu tập để chúng ta có một cái tinh thần ổn định, có một cái sự chuẩn xác, nó là như thế. Dầu cho Phạm Thiên hay mà chúng ta nhớ đó, tức là sự vô thường, sự khổ não, sự vô ngã này, thì dầu cho là thiên giới, ma giới cho đến Phạm Thiên cũng phải như thế. Thì đó nói chúng ta không chấp. Nếu như chúng ta chấp là chúng ta đau khổ. Và cái sự tu tập để nhìn thấy cái gì? Cái Bodhipakkhiya, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Con đường dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ chính là con đường dẫn tới cho tất cả chúng ta nói đến cái sự sanh sự diệt của cuộc đời này. Sống bao lâu mà hận thù oán cái như thế, sống bao lâu mà có cần thiết phải hại nhau như thế không, phải dìm pha, phải đặt điều đặt chuyện, phải cải cử, phải nói như thế này thế nọ để làm đau khổ nhau không. Gặp nhau trong kiếp này, kiếp sau cũng gặp nhau thôi, thì khó có thể gặp nhau được, thì sống hết tình hết lòng, và cũng hãy tha thứ đi với tất cả mọi chuyện gì. Rồi chúng ta cũng không có giải quyết được chuyện gì của người, và người cũng không giải quyết được chuyện gì của ta. Nói một cách thực tế là chúng ta sống đi theo cái nghiệp riêng của mình, chọn cái nghiệp riêng của mình. Mình đã tự tạo cái nghiệp, nó là một cái thừa tự của chính mình, nó đi theo mình rồi. Thì mình có làm như thế nào thì mình cũng đeo mang cái nghiệp đó. Không ai có thể đeo mang cho mình, không ai có thể giúp ích cho mình, cũng không ai có thể mà hại mình, mà để mình phải buồn khổ như thế này, phải đau khổ như thế kia. Hiểu vậy được, biết được cái tinh thần của Phật đạo như vậy đó, nó rất là tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta không biết á, thì bởi vì như chúng ta, như một người làm hoa mà khéo đã tuyển chọn hoa rồi, thì họ sẽ cài lên một cái đài hoa hết sức là đặc biệt. Quý vị biết cái bông hoa đó cắm á, để một cái lẵng hoa nó đẹp, để cái hoa nó đẹp á,
là từ cái đế hoa, cái lá để chim vào, cái bông hoa phải cắm, phải chọn như thế nào. Không phải nhiều hoa, không phải nhiều lá nó là tốt. Không phải nhiều hoa là nó sẽ đẹp. Không phải nhiều hoa đẹp bông, cái lẵng hoa đó sẽ đẹp, mà mình biết cách chọn những cái bông hoa. Hoa nào đặt chỗ nào, hoa nào đặt cái chỗ nào, à, cái chỗ này là cần phải có cái bông hoa tím, cái bông hoa xanh, hoa vàng, hoa trắng, vân vân. Hay là cắm nguyên một đài hoa trắng, đài hoa vàng thì cũng phải biết lựa. Chứ cái hoa mà cắm lên cái hoa nó héo quá, cái hoa nó dở quá, thì nó nhỏ quá thì cũng không đúng. Thì đó chính là trong đó, tức là nói lên một cái sự tu tập, nó lên một cái sự chuyển hóa của tâm hồn mình. Phải biết có sự chọn lựa, biết chọn lựa cái gì, phải biết chọn lựa mà phải biết cái sự tu tập, phải biết ngăn chặn những ác bất thiện pháp, mạng mê nghi kiến chấp, tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, phóng dật, vân vân. Chúng ta biết lỗi lỗi cái nào, đấu xứng cái nào, bỏ qua cái nào, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn không, nó hết sức là đau khổ, hết sức là nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy, cái điều mà Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta, cái cuộc sống này, chúng ta nhớ cũng ở trong cái trong tiểu bộ kinh có dạy rằng, thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày nó luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế là hướng tâm cầu tịnh là như thế. Rồi muôn việc điều mơ nương mấy tất hơi, hơi vừa nhất cuộc đời sự sẽ chấm dứt thôi. Hồi hiểu biết được cái sự chấm dứt, hiểu biết được cái sanh cái tử, hay cái sanh cái lão, cái bệnh, cái tử, hiểu biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, của sự vô ngã của vạn pháp. Kính thưa quý vị, thì lúc đỡ khổ. Chứ sự thật mất mát, chúng ta khổ lắm, chứ không phải là không khổ đâu. Xa lìa cái người mà chúng ta thương yêu, cái người chúng ta mến thích, rồi chúng ta phải gần những cái người chúng ta không vừa lòng, không thích. Chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta phải chịu đối diện một cái sự thật mà nó không thể nào chúng ta có thể thay đổi được. Đó là sự thật. Chúng ta không thể thay đổi cái cuộc đời mình, bởi vì chính vì do cái gì? Cái ái cái chấp của mình nó như thế. Cái nghiệp duyên chúng ta không thể thay đổi nó. Tất cả là do cái nghiệp duyên này, chúng ta hiện hữu có mặt trên cuộc đời này do cái nghiệp cái duyên đó, chứ không có gì hết. Chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta có thể chuyển đổi được, nhưng chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta có thể sửa sai được, nhưng chúng ta không thể xóa cái sai. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này nó là như thế. Tức là cái gì? Ai hiểu biết được, chinh phục được, vượt qua được thì người ấy sẽ được tốt, còn không là chúng ta sẽ bất lợi. Không dễ dàng đâu quý vị. Nhất là cái ngã chấp không dễ dàng. Có thể nói tất cả chúng ta đều trải qua những cái sự tổn thương lớn nhỏ ở trong cuộc đời mình, những cái sự buồn đau, những cái sự vừa lòng và không vừa lòng của thế thái nhân tình. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được nếu như chúng ta biết buông bỏ nó, biết vượt qua, biết tham nhẫn, biết tu tập. Thế đây chính là chúng ta chinh phục được. Chúng ta biết học cách buông bỏ, học cách tha thứ. Tha thứ cho người chính là tha cho mình, buông bỏ cho người, tức là buông bỏ cho mình, không đau khổ. Nhiều khi mình giận người ta lắm quý vị, nhưng đều giận để làm gì? Nhiều khi người ta hận mình, hận người ta lắm, hận để làm gì? Đau khổ cho mình, chứ đâu có phải là người đau khổ đâu. Và cuộc đời này nó như là cái gì? Bọt nước, cành xương, ảo ảnh.
đúng như vậy đó, quý vị sẽ học tới. Tức là cái gì? Nó như là một cái, nó như là một sương mờ ảo ảnh vậy đó. Nước nó tác động với cái thời tiết, nó ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy ở xa kia. Nó là một cái ảnh rất là đẹp. Nó như là, hay hoặc là nó như là cái bóng nước, nước mưa nó rớt xuống cái bông nước, trời mưa bốc bọc 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 bùng á. Đó, trời mưa. Cái ca dao Việt Nam, cái bài ca Nam, trời mưa bông bóng bọc bóng bọc bùng á. Sự thật bóng bóng đó, nó vừa mưa, nó vừa rớt xuống, nó tròn cái đó mà nó vỡ liền. Thì nó vỡ cái bong bóng đó, thì Đức Phật nó cuộc đời nó như thế, nó nhanh như vậy đó. À, trời mưa bong bóng phập phồng, dạ. Yeah. Anh đọc tới câu đó thôi được rồi. Thì kính thưa quý vị, tức là nó cái gì? Ở trong cuộc đời nó vậy đó, nó nhanh nó lẹ lắm. Rồi đây tất cả ở trong diễn đàn này có thể nói là trên 30 hết. 30, 40, 70, 80 gì cũng có hết. Nhưng quả thật rồi tất cả chúng ta đều sẽ tới đó rất là đẹp. Tới rất là đẹp. Hôm qua chúng tôi ngồi chúng tôi nghĩ mới Tết nè, tình hình Covid mới căng thẳng cái này thôi, bây giờ căng thẳng nữa. Đúng là lẹ quá. Trải qua 5 tháng rồi. Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Vì coi rất là lẹ chưa? Đã trải qua 5 tháng nè. 5 tháng tới nữa, đâu có lâu. Tháng này tháng 5, tháng sau là vào hạ. Vào hạ 3 tháng. Cái tới dân y tới tháng 10, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Tới Tết. Rất là đừng có nói chi bây giờ nè. Thứ hai, giờ tới giảng cho tôi tuần này, tuần này sao nhanh quá vậy ta, sao nhanh quá ta, sao mới này nó thứ hai nữa rồi. Sự thật thời gian nó đi như vậy đó, chứ nó không có đi khác. Nhưng điều mà do con người chúng ta đó, nó thấy khác, chứ sự thật ra nó không khác gì hết. Thì cũng vậy trong cuộc đời này, tuổi già cái chết dường mong, đưa con người đến tử vong đời đời, nó là như thế, không có chuyện gì hết. Sanh đi tử đến, sanh đi tử đến, sanh đến rồi tử đến. Cho nên Đức Phật ngày dạy đừng có ái chấp. Ái chấp cái gì? Y mang bất thường quyền mà with chastity. Hãy thấu triệt để hiểu được cái gì, cái tứ đại, hay là hiểu được cái thế giới này, cái cuộc đời này. Thấu triệt được cái cuộc đời này, rồi chúng ta cho rằng chúng ta hay, chúng ta giỏi, chúng ta như thế nào, tất cả đều phải chịu cái buồn đau khổ sở vô cùng. Nhiều khi chúng ta tu á, rồi chúng ta mới thấy được, khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh đó, chúng ta mới thử sức được, chúng ta mới đo được thật sự mình đã có vững vàng hay không, mình có thấu suốt hay không, chứ không phải đơn giản. Cho nên cái bài học hôm nay dạy cho chính chúng ta là phải cẩn trọng, phải hiểu biết, phải triệt được, phải ngộ được, phải tỉnh được. Cái gì? Cái danh sắc này, cái danh và cái này, nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Hay cái danh sắc này, chúng ta phải thấu triệt nó bằng cái con đường của Bodhipakkhiya, những lời dạy của Phật. Chúng ta biết tu tập để chúng ta an trú vào chánh niệm, an trú vào
chánh niệm đây chính là nói về tứ niệm xứ, an trú và chánh định cũng là bạn chánh đạo, cũng là niệm xứ luôn. Thì nếu như chúng ta an cứ vào đó thì chúng ta sẽ được sự an lạc, và chúng ta đã thành tựu được, chúng ta sẽ giác ngộ được. Và kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay chỉ là dạy cho ta, nó sẽ chóng, nó sẽ nhanh ở trong cuộc đời này, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được nó thì chúng ta đã giác, đã ngộ được, đã tỉnh được, hiểu biết được, và chúng ta đã hiểu được cái lời dạy của Phật. Mình chúng ta như là một người khéo cài hoa, làm hoa, đã chọn những bông hoa tốt, và chúng ta đã làm thực hiện đúng trên tinh thần cái lời dạy của Phật. Và chúng tôi xin có đôi lời thuyết giảng qua cái câu kinh Pháp Cú số 44, duyên sự. Phân tích ý nghĩa và duyên sự là như thế: nếu có điều chỉ sơ thất kính ứng mong toàn thể để chúng quan nghĩ cho, kính chấm dứt thời gian trước như đây, trước khi dứt đời kính dân Phật cũng làm đến trên sự thích. Tới đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính dân Phật phước lành này đến các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh ký linh ở tại chùa Bổ Đức, chùa Quảng Nghiêm, xin đều được an lạc, được tấn hóa. Mong cho thân phận nguyện tụ của chúng tôi và quý vị cũng được an lạc, được tấn hóa. Mong tất cả chúng ta sớm hiểu biết được và cái cô y mang thủy, để tất cả chúng ta bachesti, tức là để chúng ta sẽ được an lạc ở trong tương lai. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 44 ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ugato sapa mangalang rakhan to sapa de ugata sapa buddha nu pha vena sada sati ko wan tu te bhagato sapa mangalang rakhan to sapa de ugata sapa dhamma anu pha vena sada sati ko wan tu te bhagato sapa mangalang rakhan to sapa de ugata sapa sangha anu pha vena sada sati ko wan tu te. Tất cả phương pháp hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng khác sự thanh lợi thiền định đến người. Cầu xin cho hóa có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia ni quá ta san ti quý hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ram đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta ba quan tu te cha na bu cha